啊，尊敬的啊、呃、诸位法师、诸位大德同修，大家吉祥阿阿、嗯啊！阿弥陀佛。阿弥陀佛，呃，先教大众教皈体皈故，阿弥陀佛。啊，今天啊非常欢喜哈、哦，能跟啊、呃、诸位法师啊、呃、大德同修。 见面啊，大家一起呀、啊，啊，依此净空老和尚的教诲啊，我们一起啊，在啊学佛上面呢啊,啊，一起切磋啊，一起进步。Hôm nay vô cùng hoan hỷ được gặp mặt quý thầy cô và quý phật tử. để cùng nhau họp mặt và học hỏi những cái lời mà hòa thượng đã dạy, để cùng nhau tiến bộ ở di đà phật。哦、啊，那感谢哦、啊、我们啊上福下祥法师啊他来帮我们做这一场交流会的翻译。哦、啊，那他是啊中国武汉。 华中科技大学文学院的博士毕业，啊，而且在二零一六年九月到二零二三年六月，啊，在我们啊越南胡志明市佛教大学教学，啊，还有在研究院翻译工作，啊，然后现在啊，二零二三年九月。 至今啊，在台湾成功大学、啊、教学研究、啊、我们感谢他来支援我们这次翻译。Anh đ ạ Phật, chúng ta vô cần cảm ơn sư cô Phước Tường.、嗯、năm 1 9 0、啊、năm 216 đã tốt nghiệp ở trường Đại học k h a học v Kỹ thuật ở v Hán, t u n g q u ố và từ đó sư cô đã dạy ở học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đến nay sư cô đã đến trường đại học Thành Cân công và làm hậu đại học và dịch thuật đồng thời cũng là một dịch thuật viên của học viện Phật giáo Việt Nam ở viện nghiên cứu cái gì đạo Phật ờ,

为中山做牛做马给众生, làm, làm 生 uh, uh,、uh, 啊，呃，陈德在二零一九年啊，有幸呢参加德国晋中学会举办的祭祖啊，uh, 在法兰克福啊，uh, 当时候见到非常多我们越南的法师。 还有同学们啊，都感觉啊，大家学佛啊，非常虔诚啊，自己留的印象啊，很深啊，也很感佩啊、嗯。Năm hai nghìn không trăm mười chín, tôi pháp sư thành đức à đã ở nước Anh và đã làm pháp hội và uh, trong đó gặp rất nhiều người pháp sư của người Việt Nam và những Phật tử người Việt rất là nhiều. Họ oh 当时候 tham gia, đó. lúc bây giờ là một ba trăm vị đã tham gia vào pháp hội đó, nhưng trong đó đã có một nửa số lượng là người Việt rồi. 那今年初啊，在悉尼啊的雪梨浸中学会、啊，那跟同学们啊一起学习啊，黄念祖老居士啊啊《无量寿经》白话解啊，当时候啊也差不多一半呢、啊，都是我们越南的同学们、啊。 À, đầu năm này cũng vậy cũng tại anh quốc ừ, thì ở trong cái hội để làm kỷ niệm cho à, hoài niệm tổ hoàng niệm tổ thì trong đó cũng là cả một nửa số lượng là người việt nam vậy Chúng ta thấy rằng ung lơ chủ là hiện trạng của xã hội bây giờ thì nhìn chung mà nói đó là Công lợi xã hội và hưởng lợi xã hội nên là ảnh hưởng rất đến rất là nhiều người suy lão và à 啊，这个世纪啊，要靠中华文化啊的弘扬呢，来帮助这个世界了。嗯，要的。là uh, 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 pháp sư hòa thượng tức là hòa thượng tịnh không mình đó đã từng nói á, là thời đại bây giờ phải cần nương vào cái văn hóa của Trung Quốc, sự truyền bá của văn hóa để đó để mà giúp đỡ cho mọi người. 那有中华文化学习的地区呀、啊，啊，主要有四个国家，啊，在中国，在越南啊，日本、韩国啊，这四个国家是主要有受到汉文化的影响。嗯，văn hóa Trung Quốc đã được truyền bá rộng ra ở Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân một số nước đó rất là ảnh hưởng về cái văn hóa của Trung Quốc. 哦，而这汉文化呢，有五千年的啊，这个修身齐家治国平天下的智慧理念啊，还有方法，还有经验，还有效果。芳华，唐嗯，对呀，嗯，这个是近 để được đề xướng về cái uh, tu thân trị quốc tề gia bình thiên hạ những cái tư tưởng những cái lợi ích đó rất rất là có hiệu quả. Oh, vì chúng ta có của chúng 啊，uh, 是有责任的，uh, 要帮助这个世界的。啊，nếu chúng ta có tâm、uh, thì ta học những cái truyền thống văn hóa mà cách đây năm ngàn năm tổ、嗯、tiên của chúng ta đã truyền lại như vậy thì chúng ta giúp ích rất nhiều cho cái xã hội và cái thế hệ bây giờ。哦，孔子啊，uh, 有告诉我们呢，uh, 不知命，无以为君子。

啊，一起弘扬啊老祖宗的文化啊！啊，啊呃，quý vị phật tử，hôm nay là chúng ta cùng nhau cái sự mình này để mà hoàng dương cái truyền thống văn hóa của tổ tiên。啊、哎，我说大家有共同的责任哈、哦。哎，你们的表情好像不是很同意，是吗？<laughs> À, ừ, Pháp Sư hỏi chúng ta có phải là cùng một cái tư tưởng để mà Hoàng Dương đó không? Tại sao không thấy mọi người thể hiện gì cả? À vỗ tay đi, vỗ tay và uh, gật đầu. Thế thì mấy ông tiền thổ với sao à? Bữa nay sao tôi chẳng à. Ờ. 哦,大家点头微笑,嗯,嗯, thường, uh, nếu hòa thường, à, nếu mà pháp sư nói đúng á, thì quý vị nên là gật đầu hoặc là chắp tay xá để là đồng tư tưởng với là pháp sư, không thì pháp sư cứ nghĩ rằng pháp sư đang là ép mọi người vậy á. Ồ, là cái, ờ, chúng ta Đạo Sang giáo đạo Lão hòa thượng tức là hòa thượng, Hòa thượng tình không của chúng ta thường dạy Là Phước huệ song tu Dân tu là chúng ta phải niệm câu A-di-đà Phật 助修呢，是断恶修善，积功累德啊。德都了人的多啦，断，những cái phiền não và t í c công lũy đức. 哦，而我们把文化能传承下来呀、啊，哇，那会帮助到现在跟后世的子孙。 chúng ta nếu chúng ta mà nếu chúng ta mà đem cái văn hóa truyền thống này mà truyền xuống cho nhớ tiếp tục truyền xuống ở đời sau thì đó là rất tốt cho hiện đời và con cháu đời sau. Ừ,所以老法师说啊，我们来弘扬祖先的文化呢，这五千年来第一等好事了。Oh Uh, nên đó lão hòa thượng nói rằng là mình nếu mà mình truyền cái văn hóa truyền thống này từ năm ngàn năm trở về đây là một việc rất là tốt. Ờ, nà hồng quan trọng Việc hoàng dương quan trọng nhất là chúng ta phải từ bản thân mình làm trước ạ. Ờ gia đình 从自己的团体啊、呃、企业到场做起了啊，từ gia đình, đoàn thể, nghiệp, 我们自己、我们的家庭、我们的团体啊，都做出榜样来啊，啊、呃，就给大众啊信心了、啊，他们愿意效法了、啊。嗯 tức là từ gia đình từ đoàn thể chúng ta làm một cái người mô phạm thì điều đó rất là tốt và mọi người sẽ noi theo。啊嗯、哦，所以我们利益众生呢、啊，要注意这个次第哦。啊，要从修身、嗯、啊，再来齐家，再来利益社会是治国啊。嗯，这个次序不能乱哦。

hàng như chúng ta nói mà chúng ta mà đi, đi đi giảng dạy đó đó mà nếu như mà mình không có chăm sóc con cái không chăm sóc cái gia đình cho tốt thì cái xã hội nó trở thành loạn mất và cái điều đạo lý đó nó không có thể hoàn thành được phải không phải về nên cho nên việc khoa pháp không phải là mình làm cho nó xung động mà phải theo cái lý trí mình để mình làm nó mới tốt được. Ờ, suy chúng Tịnh độ trung đế thứ 3 tổ ịnh quang thượng sư. Đối với những người chúng ta gia nhân à, đặc biệt nhấn đao đơn vân kính phận kính hầu chúng gia đình Do đó, tổ thứ ba của tình đồ tôn Ngài Ấn Quang Đại Sư, Ngài rất là coi trọng á, về cái thứ đề trước là lo cho gia đình, sau mới làm cho xã hội. Ở gia đình, ở sư đơn vị, chúng ta bổn phận thống truyền thống văn hóa. chúng ta làm từ gia đình từ đơn vị công ty nếu mà bản thân ta là một người tiêu biểu một người giỏi về cái văn hóa truyền thống đó thì mọi người rất là ngưỡng hộ mộ mình và họ có thể học theo mình căn 7 chia phân 呃，台南极乐寺啊、呃，举办啊、呃、老和尚圆寂一周年的追思会啊，cũng là đúng lúc ở Đài Nam này vào giữa tháng bảy ở chùa Cực Lạc họ làm một cái pháp hội để kỷ niệm ngày hòa thượng Minh Viên tịch。哦、呃，有一位。 萧居士啊，他刚好在这个追思会会场啊，啊，他有过来跟陈德交流。啊，有，一位居士，也是在会场的，也在台主，交流。那他有提到啊，啊，因为老法师圆寂了。 哦，说可不可以呢？陈啊，跟承德啊学习。啊，vì đó nói rằng hòa thượng mình đã tịch rồi, thì có thể theo học với pháp、啊、sư thành đức mình được không ạ? Oh, na 承德学的不好。哦，但是呢，感觉到啊，这个萧居士呢，他很珍惜呀、啊。 Nhưng là pháp sư cảm thấy rằng á vị cư sĩ này rất là trân quý những cái lời dạy của hòa thượng mình. Tuy nhiên với bản thân 啊, pháp Cho Trần Đức pháp sư mình 都是跟着老和尚学习。嗯，你叫那个法师坦德，感觉，好像几很好很的人和，自己都跟老和尚学习。哦，所以就想说呢，看能不能透过一个，呃，这个交流会啊，啊，跟大家一起呢，啊，医治啊。 啊，我们净空老法师的，啊、我们说法身舍利啊，他所讲的这些经教，常住在世间啊，都是我们呢、啊、可以很好依止啊，然后能当生成就的法宝啊。嗯，chúng ta có thể làm thành một cái nhóm để mình gọi là thiết lập pháp thân. Tức là mình học lại những cái pháp mà Hòa Thượng trước đó đã dạy cho mình để mà cùng nhau giao lưu, cùng nhau học tập. Oh uh à, bởi vì um, thiền trí thức đối với việc học Phật của chúng ta rất là có tương quan. 而末法时期呀、啊，邪说法如恒河沙。嗯，我也 i vậy trong cái t h ó i pháp thì h n g hà sa. 我们这一生能遇到我们师父上人，这是我们跟他老人家啊累世的因缘、啊 đời oh, này chúng ta gặp được lão hòa thượng đó là cái nhân duyên nhiều kiếp của chúng ta tích lũy lại mà được có nên chúng ta phải trân quý nó và nắm bắt nó. Oh,我我也跟同学们都提到啊，我们这一生遇到老和尚啊，哎，我们这一生了脱生死啊。 đời này chúng ta mà gặp được lão hòa thượng mình thì chúng ta được giải thoát sanh tử và đến cõi cực lạc thế giới đó là điểm căn bản là oh. chúng ta mà cảm thấy quý lời hòa thượng dạy những cái nhân duyên đó thì chúng ta phải làm theo lời dạy của hòa thượng tức là y giáo phụng hành. 那佛经里面告诉我们了、啊，好像阿难问事佛吉凶经说的，我们要从名师受戒啊，是明白的老师哦，不是有名的老师啊。嗯，当跟。 đất phật có dày là chúng ta phải theo học một bậc thầy sáng suốt, tức là gọi là Minh sư。哦，那老和尚啊，是有我们中华传统文化基础，从胎教就开始的最后一代哦。老和尚们啊，是。

哦，承德看到啊，呃、啊，我们现在很多法师、同学们很发心啊，哦、啊，让孩子很小啊就开始学老祖宗的文化了，哇，那这些孩子以后就超过我们了，青出于蓝，胜于蓝了。嗯，anh đức thấy là b 们 y 打好 về những cái truyền uh thống văn hóa của tổ tiên thì những em đó thì tương lai rất là tuyệt vời và rất là thành tựu. Ồ, vậy dục. những năm cuối của hòa thượng ngài rất đằng đặt nặng về cái việc mà truyền thừa của giáo dục. 因为要培养 thành tài à, không có 15 chúng ta dạy dỗ văn hóa truyền thống cho những em nhỏ cũng phải là 15 năm trở lên để cho mấy em là uh, trở thành một cái thói quen trong việc học tập về cái văn hóa truyền thống đó. 所以办一条龙教育啊，从根本救起啊，培养出真正的人才。那这个现在呢，救急是什么、哎？我们道场啊，这个文化中心啊，办课程，让大家能懂得伦理道德因果，这个是救急呀。Nếu làm thành một cái hệ thống giáo dục thì cần bắt đầu từ 呃, trong các cái đào tràng, trong các cái hội nhóm 嗯, để mà chúng ta học được luân lý đạo đức, đạo đức và nhân quả. Là chúng ta phải nên 嗯,

à họ thường mình cũng giống như tư tưởng của Khổng Tử à có những lúc phải những tư tưởng mà nói và theo những cái lời nói đó và việc làm để mà làm theo tôi oh y Lão Hòa thường mình cũng vậy Có những lúc ngài là y pháp bức y nhân Tức là phải theo những cái lời dạy của Tổ tiên Những cái lời dạy của Đức Phật để mà làm theo Ồ,所以 oh, so 学习啊，我们得慎重自己的法身慧命啊。Chúng ta muốn tìm và chỉ theo một người học là pháp thân quy mình phải học à, chứ không phải là về cái 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 tính hiếu đồng của mình mà học. Oh, 我很多年前了啊,啊，遇到一个同修啊，他就跟我说。 啊，当时候我还没出家。他说：“蔡老师啊，啊，你讲什么呢？我都相信。”我说：“你不要害我。”Ừ. À, hồi trước tôi chưa xuất gia có gặp một vị cái sĩ tha họ tới và gặp tôi mà nói là à, là thầy thầy thái ạ à, tôi là thầy nói cái gì tôi cũng tin theo lời thầy cả. Vì 我不是从小学的、啊，二十几岁才开始学啊。Vì tôi không phải là người học từ nhỏ mà tôi hai mươi mấy, mấy hai mươi mấy tuổi mới bắt đầu học. 哦，我们想一想啊，啊，比方说以陈德来讲，啊，二十几岁才学呀、啊，哇，那二十几岁就形成一些习惯了。Chúng ta nghĩ xem rằng, à. mình không phải là người học từ nhỏ chẳng hạn như thành đức thì đã hai mươi mấy tuổi mới bắt đầu học mà hai mươi mấy tuổi đã thành một cái tập khí rồi。那我们想一想，呃，我们遇到境界了，我们是以前的习惯比较强，还是依照佛经去做的力量比较强？chẳng hạn như là uh, chúng ta gặp một cái uh, ngộ cảnh, tức là cái cảnh mà nó không có như ý thì uh, là mình khởi đến những cái niềm mà cái thói quen từ trước mạnh hay là đi theo những cái lời kinh Phật dạy mạnh hơn. Oh chúng ta không nói cái gì xa lạ hết, mà cái sân si của chúng ta 你说我们谁不知道一念称心起火烧功德灵啊? Ai không biết rằng là một đám lửa sân cháy cả rừng công đức. 啊,啊,我们知道咯,嗯, vẫn biết là một đám lửa sân cháy cả rừng công đức. Nhưng mà mình có nội sức, nội nóng hay không? Quý vị, 嗯, thể hiện ra cho Hòa Thượng coi. Có đồng ý điều đó không? 以前的那个习惯很强啊。因为这個,、那个、这、那个、这个习惯，我们以前的很强。哎，可是啊，哎，我真的遇到啊，从胎教开始培养的孩子。嗯，như là chúng tôi cũng cái việc mà mình thì mình của Đức Phật để mình bồi dưỡng con cái và những đứa trẻ. Tôi 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 quan sát là cả một tháng này thì chúng nó đã cười đến cả 200 lần. Trong 发脾气。嗯，cả tháng này t ô 哦，所以啊，老法师说重视胎教可以出圣人，重视三岁以前的教育可以出贤人，三岁以后啊，教成君子就不错了。啊啊，我通常都是在，因为因为我们我们 thì là làm sinh thánh nhân còn á, nếu như mà mình á, mà học từ nhỏ thì có thể thành tựu cao hơn nữa. Các bạn có cảm giác không? sự có nhân duyên thấy những cái việc gì nó cũng phải kết ở trong những cái nhân duyên đó không? có phải là nó bị kết ở trong đó không ạ? Quý vị có có thấy điều đó không? có t、哦、哈。ấ y không hả thấy được thấy được à tốt quá 抱歉抱歉 <laughs> 哎我看我们有好多年轻的重修我、哦、哎他们的时间姻缘好啊那么年轻啊但是呢 À Có <laughs> thể <laughs> 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 à, Chúng ta thấy đây là người trẻ rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng thể nói rằng á, á, tôi còn rất là trẻ. Tức là tôi còn trẻ tôi không muốn học. Cái đó rất là lãng phí cuộc đời. Tôi nhìn thấy những này. 六祖大师啊，二十四岁就开悟做佛了啊！嗯，tôi gặp những cái người trẻ tuổi, tôi sẽ nói với họ rằng lục tổ là hai mươi bốn tuổi, ngài đã ngộ và đã làm Phật. 哦，我们要德行哈、哦，要跟这个圣贤人比哈、哦，不能跟阿猫阿狗去比哈、哦。嗯，đức hạnh của chúng ta thì mình sẽ so với những cái vật thánh chứ đừng có so với là chó với mèo <laughs> mình chỉ khởi niệm mình suy nghĩ là tôi còn trẻ là cái mình không có còn tinh tấn rồi nói, ba Tôi không thể nói à, nói rằng là ba năm sau tôi mới niệm phật, hai mươi ba tuổi mới niệm phật, nhưng bây giờ tôi niệm phật niệm liên tục ba năm như vậy, thì mình sẽ đồng với cái chư tổ vậy. 哎，这个不是做不到哦，天下无难事啊，只怕有心人哦。嗯，không phải là không làm được, mình không phải sợ là việc khó mà chỉ sợ mình không có đủ sức để, không có đủ nhẫn tâm để làm thôi。哦，尤其我们当代哦，还有海贤老和尚给我们做榜样哦，一句佛号念到开悟哦。嗯 đặc biệt là chúng ta đang đời này mình nhìn thấy hòa thượng chỉ một câu niệm phật cái niệm miết là chúng ta sẽ được khai ngộ 112岁, à um, 112 tuổi mà còn đến leo lên cây để mà hái trái xuống mà mời đại chúng ăn đó là cái hành của hòa thượng mình đó 啊，要走的当天工作一整天啊，你看那个体力多好。Mình thấy thể lực của họ thường rất tốt ngài là làm việc cả ngày vậy mình thấy thể lực của ngài thật là bất khả tư nghị vậy. Ồ, vậy Phật và Bồ Tát đã cho chúng ta một cái niềm tin và thể hiện cho chúng ta thấy đó để cho chúng ta học hỏi. Ồ,、oh, 所以啊，要掌握时机哦。啊、oh,，你看《无量寿经》说了，何不于强健时努力修善呢、啊？现在身体还很好啊，赶紧用功啊！嗯啊，chúng ta phải nắm bắt thời kỳ.、Uh, đang thân thể đang khỏe mạnh thì chúng ta phải nỗ lực mà tu hành. À, vợ tôi, mẹ tôi, mẹ tôi năm nay hai tám mươi hai tuổi. có một người bạn mà người bạn của mẹ tôi là đã học Phật pháp mười mấy năm trước đó rồi. Tuy nhiên, à, tuy nhiên là đã học Phật rất là sớm trước mười mấy năm nhưng mà không có

lâm màng chúng á tức là khi mà chúng ta cần tự nghiệp á thì tống tống ta không bị chữa ngài và về già thì sức khỏe chúng ta rất là tốt. Oh, 那刚刚提到啊、嗯，这个同修啊，说我讲什么他都相信啊。我说你不要害我啊，我我不是从小学的、啊，所以呢，我所讲的，我所做的。 À, như là một cái cư sĩ vừa nói với tôi rằng á là tôi nói cái gì vì phật tử đó cũng tin đó là hại tôi rồi nên là khi thấy tôi nói những cái gì mà không như lời phật dạy trong kinh hoặc là không có giống với lão hòa thượng mình á thì nhớ nhắc nhở tôi 因为不是从小学的，这根基不够牢啊。要比都 p 好的 i 你 ọ c từ 中国都 nên là c 哦，所以啊，诸位法师、同学们啊，承德跟大家交流啊，跟佛经、跟老和尚教的不一样啊，你们要提出来，不然我会堕落的。眼光 <laughs>， quý thầy quý cô và quý phật tử chúng ta đang giao lưu á, thì nếu như mà chúng tôi làm những cái gì mà không có giống hòa thượng với lại trong kính á, thì nhớ là nhắc tôi cho đừng có để cho tôi phải đọa lạc. Ồ, oh cái, chúng ta tu tập á, phải là phải là tự biết mình, chứ đừng có. Um, 你来得高的傲慢吞吞的嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯不嗯嗯嗯不能嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 như hòa thượng lão hòa thượng đã nói rằng á học với tôi người có người học mười mấy đến hai mươi năm nhưng mà là căn cơ họ không có tốt thì đừng có là trách họ làm gì tại vì họ không phải là người mà từ nhỏ đã học nên đừng có nên trách họ ồ, tất nhiên, lão hòa thượng, là 都很包容，都很宽恕我们这些弟子们啊、哦，当然是让他们很让他老人家栽培了那么久了啊,啊，我们是不应该出现这个情况，但老人家都包容，都宽恕啊。啊，mình nhìn thấy là hòa thượng đạo hòa thượng mình á là lòng rất từ bi rất bao dung. Uh, nếu như mà chúng ta bây giờ không học theo cái hành bao dung, cái hành từ bi của Hòa Thượng, thì chúng ta không có phải là học trò của Hòa Thượng. Hòa Thượng luôn bao dung um, đệ tử bình và những cái vị mà theo học với mình. Ừ. Lão Sư 能从胎教从小开始扎根。嗯，bởi vậy nói là hòa thượng là ngài là có là văn hóa truyền thống là từ nhỏ tới đến là cái đời sau và đời sau nữa thì chúng ta phải học phải phải học từ nhỏ như vậy đấy. 因为我们是一起一直老和尚的教诲啊、哦哦哦，大家不要激动啊，都说我讲的。 都对哈、哦，大家不要激动。Vậy chúng ta là người y chỉ và học với hòa thường, à, đừng có nghĩ rằng tôi nói là điều đúng, đừng có nghĩ như vậy. Oh, và khi giả sử, à, chúng ta có thấy, à, có vẻ như có một giáo viên nào đó, à, gặp phải một vấn đề gì đó, thì mọi người cũng đừng có nghĩ rằng tôi nói là đúng, đừng có nghĩ như vậy. mình như chúng ta cũng biết đó, là chúng ta những dụ chúng ta nhìn thấy một vị thầy nào đó mà có vấn đề gì thì mình đừng có xung động làm gì mà vì là mình không phải là người mà phải học được từ nhỏ và phải tu luyện từ nhỏ 大家有没有思考过一个问题呀、啊？我们现在内在的烦恼，比一百年前的人多多少倍？chúng ta để nhìn xem bây giờ cái phiền não trong mỗi chúng ta đương đại trong cái thời bây giờ thì mình so với những cái phiền não của những vị mà đã trăm năm trước thì nó nhiều hơn bao nhiêu lần như thế？我们现在外在的诱惑啊。 100年前, những cái uh, ngoài hoặc Mỹ hoặc ở bên ngoài của chúng ta so với những vị mà 100 năm trước thì mình nhiều hơn bao nhiêu lần như vậy uh ha 嗯, chúng ta không nói nhiều nội tâm phiền não 10 lần ngoại cảnh mới hoặc

比他老人家难十倍百倍都不止啊。Ừ, Lão Hòa nói là là đời mình đây, Hoàng Pháp á, là khó hơn đời của Ngài á, cả 10 lần hoặc là trăm lần, không chỉ như vậy. Ờ, không phải tôi nói đến đây, là không phải tôi nói đến là quý vị không có Hoàng Dương ha. 哦，困难越大，功德越大。李炳南老师教的啊，欢迎困难，嗯、欢迎困难。啊、嗯，李炳南啊，他讲啊，khó khăn càng nhiều thì công đức càng lớn、嗯。嗯，nên ta phải hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh khó khăn đến với chúng ta。哦，那老法师啊，只要我们依止他的教诲啊。 quan quan lăn qua, đều nên quan quan qua. Ừm, như là lão hòa thượng mình cũng dạy cho chúng ta như vậy á, à một thời khó khăn thì một thời là vượt qua, cứ như thế mà làm tiếp tục và tiếp tục. Thà thứ ý đạo cảnh giới bị thải sắc mệnh nguya la xuống rồi, thà cái gọi hồi tìm phụ起來了,就怕這樣而已了. Ừm. Nhưng mình gặp cái cảnh á thì những cái, 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 cái tâm của mình có bị cái ngoài cảnh kéo đi không đó mới là quan trọng Lão Hòa thường dạy chúng ta là không nên phạm pháp mà hãy tuân thủ những cái luật của, của, quốc gia. Ờ, oh uh um, chúng ta cũng không nên là trốn thuế mà phải là có trách nhiệm đóng thuế cho quốc gia. Oh, bố bán quốc chủ, oh, kiến cắt và phê bình những cái người lãnh đạo của quốc gia vậy. Oh quốc tế, quốc tế. Oh um, chúng ta cũng không nên là làm giặc của nước và cũng không phản bội những cái làm giặc cho nước khác mà phản bội và những cái tổ quốc của chúng ta. Oh,那我们 去弘护正法的时候啊，我们都是随顺圣贤、佛菩萨教诲，嗯，不随顺自己烦恼习气。Chúng ta mà đi 弘扬 pháp á thì phải là thuận theo cái lời dạy của đức phật và bồ tát và không nên là thuận theo cái phiền não của chúng ta mà khởi. 哦，那刚好呢，我这里收到几个问题啊。哦 先跟大家做一个回应啊。那我已得认得一个数，个问，现都我得回答，给给大哎，大家之后呢，呃，我们再看看，我们可以定期啊，有这个交流啊、哦。那大家假如有问题呢，啊、哦，我现在比较熟悉的是我们。 啊，这个雪梨晋中学会哦、啊，还有我们德国晋中学会，嗯、啊，大家可以把问题啊提供给他们，啊，他们翻译给我了，啊，我到时候可以在交流会啊跟大家交流，啊，当然，假如那个问题比较紧急啊，呵呵那这个可以录音啊，录一下音啊，再提供给大家参考。 哦，第一个问题呢，啊，这个，啊，法师您好，我们现在发心学习传统文化和大乘佛法，而且心甘情愿前往汉学院，啊，这里应该是英国汉学院吧，来学习。那么，请问需要哪些标准才能够有资格前往那里学习？ 具体的步骤是什么？啊，请法师详细回答。哎，法师，请问是现在？啊、您您要把题目跟用话说啊啊，vừa rồi á là pháp sư có hỏi đại chúng về một cái câu mà đại chúng đã gửi trước cho pháp sư kính。 Kính thưa Pháp Sư, chúng con hiện nay đang phát tâm học theo văn hóa truyền thống và Phật Pháp Đại Thừa. Chúng con có tâm nguyện được sang viện Hán học của nơi mà trù sứ của Pháp Sư, tức là chỗ mà Pháp Sư mở cái lớp học đó đó, để học tập. Vậy xin hỏi cần phải đạt được những tiêu chí gì để đủ tiêu chuẩn sang đó học tập cách thức như thế nào xin pháp sư trả lời cụ thể cho chúng con 呃、英国汉学院呢是老法师啊，二零一六年创办的啊。呃，viện Hán học ở nước Anh đó là năm hai nghìn m ư ờ sáu do lão pháp sư chúng ta mở lớp đó。哦，课程呢主要以四书五经啊，当然硕士呢。 a uh phật um, uh học chủ là có giáo kinh cương kinh, vô lượng thụ kinh. Ừm. Cái giáo trình học á là chủ yếu là tử thư và ngũ kinh, trong đó có những vị pháp sư cũng dạy là um, vô lượng thọ kinh, vân vân những cái kinh của Phật tương quan đến cái tầng độ đấy. Ở uh, 80% là dùng trung văn 啊，百分之二十啊，用英文教啊。啊、uh,，其中道有八十分，是用，汉语来教，和二十分是用英语来教。哦，所以假如要到英国汉学院学习呢，那中文跟英文啊，都可能是必要的能力。嗯，如果我们想到这个学学习，那他们就能力。

trang mạng đó bắt đầu có người đưa lên rồi đó in của hai chị trung phát oh. đó. quý vị nhìn ở trên group uh, đấy có thấy là cái trang mạng đã đưa lên rồi những vị nào nhu cầu Nà, ở trên này, chúng ta có bàn chuyện, 要参加啊一个月的德行培训啊。nếu mà chúng ta muốn báo、呃、danh để mà thi á thì phải là mất một, một tháng mà、嗯、ôn、呃、tập cái phần đức hạnh á. 哦、啊，通过了这一个月的德行培训，然后再参加汉学方面的。 học một tháng luyện tập xong thì chúng ta có thể tham gia về cái uh, buổi uh, cái buổi cuộc thi đó.好，好，那这个是到英国汉学院的学习的条件。đó là điều kiện để mà đến cái viện hãng học nước Anh.好，那 承德呢，啊，有一个平台啊，叫宣文陈总啊，这里面有老和尚的教诲啊，有一些承德跟大众交流的内容啊，也可以提供给大家做参考。啊，đó cái đường mạng mà được đưa lên đó đó, là quý vị vào đó để mà tham khảo cái tài liệu, những cái giao lưu。哦 ở trong đó cũng có những cái tài liệu của lão hòa thượng mình。当时候呢用这个熏闻陈总啊，是有一个妈妈，她说我儿子十五岁啊，啊有没有一些资料呢，适合这十五岁的人看的？ À, có một vị Phật, uh, nữ Phật tử họ hỏi uh, ở trong cái uh, group đó đó, ở trong cái đường link đó, đó có cái tài liệu nào mà để thích hợp cho đứa con của họ 15 tuổi để học không? 15 tuổi 15 tuổi là tuổi lập chí ở uh, trong đó có những cái um một phim nào có hay không để cho nó nó xem ạ à. oh <laughs> Vì suy, đối với người trẻ, giáo vậy dạy học cho tuổi trẻ thì không được cứng nhắc mà là phải uyển chuyển một chút Ồ, thì cái À, việc hắn học ở nước anh á nếu mà học xong á thì có học vị. Oh,那我们呢？现在。học vị tức là bằng cấp Giờ ừ. đó hôm nay chúng ta cùng nhau mà học, cùng nhau đến học, tức là học vị là quý vị nhớ là bằng cấp nhé. tùy theo cái cấp để mà mình gòi nó。哦，oh, 那我们现在一起学习呀、啊，哦、oh,，我们是为了要了脱生死啊，不再轮回的。hôm nay chúng ta còn học học để mà giải thoát, không còn luân hồi. Oh, 那我们只要啊，老法师教我们的。 啊，要做的啊，我们尽力去做啊！就孝养父母，奉事师长，我们尽力去做。嗯，老师通常 dạy chúng ta học những gì thì chúng ta phải học theo, hết sức học theo ngài. Đó là học là mình hiếu dưỡng cha mẹ và phụng dưỡng sư trưởng. Đó là những điều mà hòa thượng dạy và chúng ta nỗ lực học theo。 老法师叫我们不能做的啊、呃、妄啊妄语两舌啊哈，的杀盗邪淫这叫我们不能做的，我们绝对不去做。老法堂，要求我们必须注意，就是说，不能妄语，不能杀，的能盗，啊，这个是绝对不的做的。只要这样了，啊，老法师。 现在是法身呢、啊，啊，无处不在，无时不在。他，我们只要依教奉行，他就会加持我们了、啊。Bây giờ chúng ta chỉ nghe theo lời của lão hòa thượng thì hòa thượng sẽ gia trì cho chúng ta vì pháp thân của ngài luôn luôn ở bên ta. 好，那第二个问题呢？ 啊，同修提到啊，非常期望在越南设立一所汉学院啊、哦。哦，那这个为了实现这个目标啊，需要做哪些准备和行动？哦，啊，c â i t h n t đồng tu của chúng con rất mong muốn có được một viện hán học được mở tại Việt Nam. Để làm được điều đó, cần phải chuẩn bị và làm những gì xin Pháp Sư từ bi chỉ dạy cho chúng con. Chúng con có định hướng. Wow, cái này phát Phố Phú vì đồng tu này phát tâm thì chắc chắn sẽ có phật và bồ tát gia trì. nhưng sự việc này không thể gấp gáp được.啊，我们说天时地利人和都要具足啊。嗯嗯，chúng ừ, được. ừ, ta phải đi bước từ từ, và phải do cho thiên sử và do nhờ ở cái mình của trời mà hòa hợp mới được chứ không phải là nó tự nhiên mà được đâu. Ồ, chúng ta trước mắt là chúng ta phải bồi dưỡng nhân tài. Ồ, ờ ở Đài Loan, lão hòa thượng có nói, ạ, ạ, có một Minh tiểu học. À, ở Đài Loan họ thượng có nhắc đến là một cái thị trường tiểu học hùng hùng dạ hùng minh. Ừ, họ đã mở cái trường này là 20 năm và rất là thành công. họ này là rất là thành công. Ừ, họ đã mở cái trường này là là họ là

cái duyên như vậy là vừa có thầy giáo rồi có hộ pháp từ từ bắt đầu phát triển lên dần. Ồ, ở trẻ à. Đặc biệt á, là có đại học là họ phải phát nguyện đến mà kiến lập

bởi vậy vị đồng tu phát tâm như vậy thì rất là hay để chúng ta từ 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 để mà tích lũy gom dần những cái điều kiện đó. sư支持的养 lão hòa thượng là ngài cần hai cái nhân duyên

À, thường á, là lập ra cái viện hán học ở Anh á. tức là phải có một cái uh, hội từ thiện để mà giúp đỡ cái việc kinh tế ở Đài Loan rồi á, là những thầy giáo ở trường đại học thành công đến để, để mà dạy và giúp đỡ. Oh, oh, ạ, chúng ta một 听法师演讲《幸福人生》的课程呢，多次提到卢叔叔啊啊，他对您的帮助很大啊。不知道卢叔叔情况如何？听说他出家了，好，那这个情况啊，呃，卢叔叔出家呢，法号是长明法师啊。那法师在啊、呃、这个。 Năm 2017 Đọc câu hỏi Đọc câu hỏi cho bà con nghe ừ. Khi nghe Pháp Sư Giảng về con đường Nhân sinh hạnh phúc Rất nhiều lần Thầy nhắc đến Chú Lư hoặc là Chú Lô Là người giúp đỡ Thầy rất nhiều Không biết hiện nay Chú Lư tình hình như thế nào Chúng con nghe nói Chú Lư cũng xuất gia rồi đúng không Thầy có thể 叫咱刚天通定，阿就陀佛。我哦，在个，我们这年我法师圆寂了这、哦、那当然这个、哦哦，法师啊，对我们这、啊、这些晚辈啊，啊，都非常爱我们、啊、很多教诲啊。对我们修个，我们这 chú lô đã xuất gia và viên tịch vào năm 2017 à chú đối với hậu uh, học như chúng ta rất là quan tâm và uh, có nhiều nhắc nhở đến mà người nhắn nhủ đến. tại share pháp sư có thể cáo chúng ta xuất gia cái mà à, câu hỏi câu thứ nhất thầy có thể cho chúng con biết lý do thầy xuất gia được không thì này của thiên lão nếu muốn không thị à. câu hai con nghe hòa thượng tình không có giảng bạn muốn vãng sanh thì không cần nhất thiết phải cào đầu ạ à. À. thứ cho gia à. À, câu thứ ba là khi thầy xuất gia thì bố mẹ và các chị gái thầy có ủng hộ không 哦，那陈德是啊，差不多二十六年前呢，开始学佛。嗯嗯，陈、嗯、德啊，是二十六年以前，嗯，学佛以前呢，还有挺多烦恼的。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯 学了佛啊，听老和尚讲，讲的很有道理啊。听了这些道理了，这些烦恼慢慢就没了。啊，học Phật pháp sau khi nghe lão hòa thường giảng rồi từ từ vừa giảng nghe giảng rồi vừa học từ những phiền não của mình, hết đau hết trơn rồi sạch rồi。嗯、所以等于是佛法救了自己了。 cho ừ, nên nói rằng á, là Phật pháp là cứu bản thân mình. Ờ là hồi nên là muốn nghĩ rằng á là hồi báo công đức Phật Bồ Tát và hồi báo công đức lão hòa thượng. Nà, cái 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 啊，就是在两千零三年呢，啊，去了大陆的海口啊，去推广《弟子规》，推广传统文化。嗯，啊，共，那，是，那，是，那，是，南海岸是，那，是，那，是，连海口，哦，海口中国，那，嘛，那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，那，是，那，

哦，这一点呢、啊、很重要，因为啊，传到中国来是大乘佛法，大乘佛法要有小乘的基础。嗯，điều này rất là quan trọng, bởi vì á Phật giáo truyền vào Trung Quốc đó là Đại thừa Phật giáo, mà muốn có Đại thừa Phật giáo thì phải có căn bản của Tiểu thừa. Ở 佛陀啊，在起世界经的时候啊，讲到他遣了两个大菩萨往中国的方向啊去教化。嗯、khi mà Đức Phật vừa nói pháp, thì ngài đã nói rằng về sau này là có hai vị Bồ Tát là đi về hướng Trung Quốc để giáo hóa.

Trung Quốc Nho Phật bảo không thể tách rời nhau được. Oh, 所以当时候,弟子归的姻缘,哦,那自己也很愿意啊,嗯,啊, lúc đó cũng vừa đúng lúc là Hoàng Dương văn hóa truyền thống, tức là dạy về đệ tử quy nên là tôi cũng rất là nỗ lực và hy sinh. Là từ Tức là từ năm 2003 tới bây giờ là đã được 20 năm. À, trong 20 năm đó, tôi đã nói với bà tôi

我家里的人都很支持我。bởi vậy tôi toàn là đi dài ở bên ngoài không à nhưng mà gia đình tôi á rất là hỗ trợ cho tôi. À, vì vậy thì, lão hòa thượng á là ngài đã chỉ thị rồi, ngài nói là. có mấy người trong đó là nhất định phải xuất gia. ah, 其中一个有我啊。在 trong đó là có tôi. 那后来后来我有跟老法师说，说看师傅，你看什么时候出家好啊？老和尚说，再等等，再等等。 lúc <laughs> đó tôi đến thưa với hòa thượng tôi nói là bạch hòa thượng con lúc nào xuất gia là được hòa thượng cứ biểu tôi đợi cứ đợi đợi ]因為 vì vì do tôi học Phật, nên tôi mới là thay đổi được mệnh mình Nên là tôi phải là 嗯, trân quý những cái 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 tang duyên này. quý vị <laughs> nhìn thấy không? Cái trung nhân của tôi rất là ngắn. Mà trung nhân ngắn á thường khi là cái đoàn mệnh. 哦,所以是因為有紅陽佛法傳的文化了,所以才能活到現在。 do nhờ là Hoàng Dương uh, truyền thống văn hóa nên tôi mới sống đến bây giờ đấy. Oh,所以这个这个慧命生命啊，这个是老和尚佛法救的，所以也想报一点恩呢。嗯, mình của tôi và thân thân mình thân mình của tôi là hòa thượng cho tôi thà, và Phật của Bồ Tát cho tôi nên tôi phải báo đáp cái công ơn đó. 哦，后来一八年啊、呃，那个过年前啊、呃，刚好是啊、呃、佛的成道日啊，腊、呃、月啊、呃、初八那一天啊、呃，刚好老和尚同意啊啊、呃，是在那一天出家啊。Cùng năm là hai không mười tám, cũng là cái ngày mùng tám ngày Phật thành đạo đó. vừa đủ duyên mà thường cho xuất gia。哦，我我父母家人都支持啊，啊、呃，承德的二姐啊，今年也出家了。<laughs> 嗯、啊啊，lúc đó gia đình cũng chấp nhận và chị hai của tôi cũng là xuất gia. Oh, 那您说的哈、哦，这个往生呢、啊，不一定要剃度出家哈。哦 对的在家也可以尚尚往尚地的世界好没错 <laughs> 啊你和浪浪文啊巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴 啊，uh, 我们修的是万修万人去的法门，只要依教奉行啊，真性切愿老实念佛，都能往生极乐世界。嗯，chúng ta xuất gia thì mỗi người một cái nhân viên khác nữa, cái tu tập cũng vậy luôn. À,、uh, thì coi có, có nhiều pháp môn, chúng ta chỉ chuyên tâm niệm phật thì sẽ được vãng sanh về cõi cực lạc. 好。 ờ, uh mm -hmm. uh, à. à, tôi đã trả lời những cái câu hỏi trước đó. Coi trong đại chúng có ai muốn hỏi cái gì? Có ai hỏi gì không? Hình như có một số câu hỏi đưa lên. Có gì nào hỏi phải không ạ? À? Không có vấn đề, có vấn đề pháp sư nói là Không có câu hỏi nào á thì đừng có cố gắng mà đi tìm câu hỏi. An tâm an tịnh mà niệm Phật. Có ai hỏi thì cứ tự nhiên ha. Có ai hỏi à có ba người, Diệu Âm. Hayo, tuệ Kim. 好，可以依芭比啊，三归。还有，啊、呃，有三归，要问问题。一个就是妙音，一个是慧金，啊、呃，一个是弥陀学会。哦，那先有请妙音啊。哦、啊，妙音，请妙音居士吧。哎，妙音居士，有请。 好、哦，麻烦打开麦克风。麦克风打开了，呃、啊，请他自己按那个把麦克风按钮。请福祥法师，请他按一下把麦克风打开。啊啊,啊，他说他已经打开了。妙、嗯、音妙音居士，请打开啊，开有音先，m 啊给啊 micro。Mic Cô Diệu ông mở micro chưa ạ? A di đà phật có mở À à dạ 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 mô Phật thấy rồi. Dạ mời sư cô à, mời Phật tử nói ạ. À. Nói chầm chầm nói từng câu để sư cô dịch lại cho nó chính xác hơn. Cô Diệu ông nói đi. Chị đã Phật dạ. con A Di Đà Phật con kính bạch sư cô cùng uh, cùng thầy ạ. À. Uh, hey. con muốn hỏi một điều là con con bây giờ 15 tuổi thì con theo lời dạy của ngài thì có phải là con phải đợi con trai con 18 tuổi mới đi xuất gia được không ạ? 15 tuổi hay 18 tuổi? Không rõ. Con 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 của con à. đang làm 15 tuổi ạ. Rồi sao nữa? Vâng. Thì con con phải đợi con con đến 18 tuổi thì con mới đi xuất gia được phải không ạ? À à rồi 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 sư cô chuyển lời ha. 阿弥陀佛，尊重,尊重的法师您好，哦、嗯，我是妙音，我请问法师，现在我的儿子十五岁，呃，等到他十八岁，我去出家可以吗？哦，哦，那当然，<laughs> 这个有出家的愿了。 啊、哦，那当然是很可贵啊！啊、哦哦，那也啊，孩子十五岁啊、哦，可能还需要你陪伴呐、啊、照顾啊啊、哦！哎，等到他成年了啊、哦，那当然也跟家里人都商量啊。哦哦、嗯。哦，那在这啊，嗯、这个就是人成熟了啊。哦、嗯。那当然也可以。 Oh, oh. À duyên 法师... á uh, xuất gia rất là tốt. Giờ bây giờ là Phật tử uh, phải là chăm sóc cho cháu tới 18 tuổi thì uh, cái cái duyên mà nó là thành thục á uh, thì mình xuất gia và hơn nữa mình phải cần là thương lượng với gia đình. Là nó mà sưেরও giao thảo. Cái cái xuất gia này 啊,你要选呢,道场,跟自己修行法门相应的正法道场。À, uh uh uh, uh Lão Hòa thường có nói là xuất gia mình phải chọn đạo tràng, tức là chọn chùa hoặc là cái nơi mà mình tu, uh, để cho cái mình tu với cái pháp môn đó nó phải tương ứng với nhau, nó mới đưa đến kết quả tốt. Uh

嗯, đương nhiên là chúng ta là người xuất gia là rừng cột của Phật pháp nên là chúng ta phải lo chuẩn bị mới là mình đi sâu và mình duy trì tu tập mới là tốt. Ồ, là, chúng ta có đức hạnh tốt, chúng ta mới có thể truyền dạy cho người khác. Ừ, mình vun bồi cái căn cái gốc cho tốt mình mới có thể đi dạy cho người ta và hướng dẫn người ta tu tập được. Oh, ừ, anh phật. À, rồi po po, thải là ai ta? À, dạ xin mời chú Tùy Kim. Vậy chú Tùy Kim. Dạ. A Phật dạ. pháp sư, xin xin, xin Dạ, là Phật. Dạ, con xin thỉnh nguyện ở pháp sư là có thể dành cho đồng học Việt Nam chúng con là mỗi tuần lễ được một buổi để thầy lên thầy chỉ dạy cho chúng con được hay không ạ? À? Dạ. Có như vậy À A Di Đà Phật. À, huy Tín Đồng Siêu Tha Chính pháp sư. 可不可以给他们安排每一周一次就上去向您学习的？就是越南团的，我们是越南群里边的，每一周一次就向您学习的，是越南群的要求好。<laughs> <laughs> 好，哎，和这位居士哈。 呃，首先感谢您对诚德的信任啊！哦、啊，阿姨的话啊，啊，呃、感谢各位,、呃呃恩各位呃、啊，首先是感谢，tấm lòng của quý vị đã tín nhiệm tôi, thành đức。那啊，诚德是愿意哈、啊、跟大家多学习啊。嗯，我愿意跟你们学习。

À và đặc biệt là ký kết với trường đại học thành kiếm cơ hội tức là cái hội kinh như là tài chính đấy của trường đại học thành công thì ngài ấy là là hội trưởng. 哦,所以陳德再橫亮一下時間, <laughs> 好, à, để tôi coi lại thời gian sắp xếp thời gian rồi sẽ hồi đáp cho đại chúng ,谢谢,谢谢.嗯, à, cảm ơn đại chúng rồi à, hồi nãy à, hồi nãy à, nhiều âm trả thượng tòa trả lời như vậy có ý kiến gì nữa không ai à, gì là phật dạ anh di đà phật dạ anh di đạo phật dạ con xin phép không mở video clip à à dạ ở đâu à con đang ở việt nam ạ à. con có à, hai à. con dạ Ai? à là là, con... là tên gì ạ à? à, nhóm nhóm pháp dạ. viên hả dạ con là diệu âm à à diệu âm dạ mô phật kính chào pháp sư con có một thắc mắc cần được phúc đáp. Được biết càng tu, càng tụng kinh, càng lễ Phật, càng niệm Phật thì càng được Phật gia hộ, ngày sẽ một tinh tấn đến gần với cảnh giới của chư thượng thiện nhân ở Tây phương cực lạc hơn. Tuy nhiên, hiện nay một số đồng tu lâu năm, thậm chí là 20 năm càng tu tập thì tâm càng chấp trước, tâm hơn thua, đố kỵ À, tâm mong cầu càng lớn hơn trước gấp bội phần điều này làm nhiều đồng tu đi sau nhìn vào đó mà sanh tâm hoang mang đối với điều này kính thỉnh pháp sư giải thích và khai thị cho chúng con được rõ vì sao có hiện tượng này và xin pháp sư hãy từ bi định hướng cho chúng con ạ à. a di đà phật đây là câu hỏi thứ nhất của con ạ à. con xin xa đợi một chút à dạ. 尊重的法师您好，我群里妙音同修，我有一个问题提问，就是说我们人修行越修越拜佛、念佛等等，越接近嗯佛陀的境界。可是有一些同修他们越修越…… 不好，越生气，让后觉得觉得很疑惑，请法师您给我们解释一下原因是什么的。好、哦，呃，我们要了解啊、哦，学佛啊是他的一个缘分。 học Phật là một cái duyên, một cái nhân duyên. Tha là Phổ, Phổ làm tha, Nếu như mà học Phật á, mà Phật dạy chúng ta xả bỏ tham sân si, mà cái người đó mà xả bỏ được tham sân si, thì đương nhiên

tham lợi, tham công đức thì không có tiến bộ được. Ồ. Phổ pháp là nội Học Phật có là phải hướng về nội tâm. Ồ. Ta học được Phật, đồng nhiều đạo lý Học Phật á,

thì chúng ta biết là kiểm điểm bản thân biết nhìn lại mình thì cái tham sân si của mình nó sẽ diệt từ từ. Học Phật á, mà tập khí càng lúc càng nhiều thì do là học không có thâm nhập vào đó. 你看，我们道理懂多了，哎呀，我很厉害、啊，也有可能越来越傲慢了。bởi vì con người mình đó, bởi mình do mình đó là là ngạo mạn quá, thì mình nghĩ mình khi nào cũng là rất tốt và rất là lợi hại, nên là cái ngạo mạn của mình càng ngày càng tăng trưởng. 我学了佛以后，回到家里变警察了，大家看到他都害怕了。 <laughs> học Phật xong mà, mà đi về nhà mà làm như mình là kiểm ở cảnh sát á mọi người nhìn rất là thấy sợ oh nếu như mà mình gặp những vị đồng tu như vậy á, thì mình thể hiện những cái mình cái thể hiện những cái pháp muốn mình mình học và mình hành chân chánh á, là mình thể hiện ra cho họ thấy

À, dù âm ơi thường tổ, um, pháp sư trả lời như vậy đã thỏa thấy uh, hài lòng chưa đã đúng với câu hỏi của mình muốn hỏi chưa quẩy pháp âm à dù âm anh gì phật à dạ a là phật ý của con là muốn hỏi đó, là nếu như mà mọi người nói là mình càng tu trì thì mình được càng được Phật gia hộ, như vậy thì tại sao mà những vị những vị mà tu lâu năm như vậy là chính bản thân họ đã hành trì đã tu tập rất nhiều rồi mà sao không có được cái lực gia trì của Phật để chuyển hóa tâm tánh của họ mà sao càng lúc thì những cái những cái tập khí xấu ác nó lại sanh khởi lên mỗi lúc mỗi nhiều làm cho những cái đồng tu mà đi sâu hậu học của chúng con á nhiều vị cảm thấy rất là hoang mang thì cảm thấy là mình tu đến một lúc nào Hoài đó nghi mình Đó à, A Di Đà Phật. Thế Hoa thượng à, A Di Đà Phật pháp sư. Xin chào. Hà sư sư xiang vấn đề pháp sư Sư. ta đề trọng điểm thì đạo sư Sư ờ thông tu mới, có một số thông tu 们呢？他们越秀越称妻，然后哦越三个月减少，嗯、呃，那原因是什么？然后那种的行为啊，让后人他有怀疑，是怎么去解决的？哦，啊、呃，有一句话讲啊，学如逆水行舟啊。

Là... học ở đây um, cô nói thêm một lời nữa nghĩa là nhiều lúc đó là cái cái lời thì diễn tả không hết tức là cái việc học á như đức phật đã từng nói ta là một vị lương y uh, đã bày uh, một vị lương y trị thuốc cho các vị uống mà các vị không uống thì làm sao lành được cũng giống như vậy uh, ta ta là một người chỉ, chỉ đường bởi khi mà mình đọc có nhiều thì mình cũng biết là khi mà hai vị ngoài đạo đến hỏi Đức Phật đây. Thì hỏi là tại sao cô đàm ta tu Pháp của ông có thành Phật hay không? Đức Phật đâu trả lời. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Tại vì có những cái mà Hòa Thường nói thì Ngài không có bộc lộ hết được. À, Thường Tòa nói Ngài không bộc lộ hết cái ý. Đấy là sư cô là hiểu theo cái ý của Thường Tòa để phân tích thêm dùng cái tiếng Việt. cho còn mình dịch sát nghĩa thì có những cái mà quý vị còn hoang mang có dự âm ngay được không dạ anh yeah, yeah, Đó. dạ đó nghe được đó thì giờ sư cô tiếp tục chờ lời dạy của thường tọa nếu mà có cái việc có gì không không hiểu hoặc là những cái bục tạ không hết lục ý không hết sư cô sẽ giải thích thêm cho quý vị ha được không Dạ, anh yeah, hay là yeah, chị yeah. Ý theo lời dạy của thường tòa thôi quý vị cứ cho quý vị chọn nếu mà y xác nghĩa theo lời của thường tòa thôi thì uh, sư cô sẽ giải theo của lời thường tòa thôi. Ồ, cái, ờ, anh hỏi nguyên nhân ha, Trần Đức phân tích một chút, có là ta học thầy không phải là thầy có là một yên Um, um, pháp Sư trả lời là Do người học đó Họ không theo một bậc minh sư Đó là nguyên nhân thứ nhất à Cái thứ hai Có thể gặp một bậc minh sư Nhưng không theo lời dạy của bậc minh sư Vì 哦，uh, 就像老法师，他是名师，他会看到我们修行的问题，然后会针对我们的问题呀、啊，给我们指导。嗯，giống như lão hòa thượng ngài thấy được cái vấn đề của ở mình và ngài sẽ giải đáp chỉ đạo dạy dỗ và hướng dẫn những cái vấn đề đó để cho mình đi theo。 我们现在主要的问题呀、啊，就是呢，我们没有很好的做人做事的基础，嗯，但是我们一学就是大乘菩萨、大乘佛法了，没有基础、嗯嗯、啊啊！vấn đề là ở chỗ là nhiều lúc chúng ta học á mà không có học cách đối nhân sự thế cái căn bản của đối nhân sự thế tức là làm việc đối nhân sự thế với trong công việc và mình đối nhân sự thế với mọi người xung quanh à, mà mình chỉ học cái đại thừa Phật giáo tức là những cái tư tưởng của là là uh, chư Phật và chư Bồ Tát mà không có đem những cái căn bản của mình mình học tốt và mình tu tốt cái căn bản đó. Ờ, suy lão phật cái

哦，那老法师指导我们，我们现在看到啊，别人的问题啊我们不生烦恼，我们把它转念变成什么啊？他他不笑，我做笑给他看。嗯，如果老法师在中台，那我们看到问题的人，我们不生烦恼。 Mà mình chuyển cái tâm mình Tức là mình phải làm cho tốt Nghĩa là sao Họ không có hiếu đạo Không có hiếu thuận cha mẹ Thì tôi sẽ hiếu thuận cha mẹ Tức là thân giáo cho mọi người họ xem Họ làm không đúng thì ta làm đúng Cho người ta thấy Ờ, chúng ta chuyển thành

tìm cầu những cái tâm thanh tịnh, không phải đi tìm cầu những cái phiền não, nhìn thấy phiền người khác mà phiền não thì điều đó không đúng. A di Đà Phật, cảm ơn quý vị. Ajira Phật, à, như vậy là theo như lời của pháp sư là nếu như mình lễ Phật niệm Phật mà mình không hành trì những điều như pháp sư vừa nói thì sẽ không tương ưng với tâm Phật Bồ Tát và vì thế thì sẽ không được nhận được sự gia trì đúng không ạ? Ông đi thọ Mẹo Yên sư dầu thỉnh quân phàm sư tờ, nếu phàm Sư tha quân phàm sư tờ, hoa có Sư, mình, chúng mình bái Phật, niệm Phổ, không 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 Sư, 加持是不是这样、啊？好、哦，你拜佛念佛啊，跟佛不相应。心念对了，佛就可以加持了。啊、哦，你看我们拜佛的时候呢，我们很恭敬的心啊，以我们尊贵的头顶佛足啊，拜着拜着，那个傲慢心啊，就越来越少了。嗯。 pháp sư nói nếu mà mình lại thành kính tức là năm vấp đất á, mình lại thành kính thì cái phiền não mình càng lúc càng ít và chúng ta niệm Phật rất niệm Phật nếu mình thành tâm niệm cái câu A Di Đà Phật thì thập phương chư Phật, tức là mười phương chư Phật đều đến gia trì. 可是呢,假如我們念的時候啊,心是散亂的。那就不容易加持上啊。嗯, ngược lại như cô ông nói đó, nếu mà chúng ta lạy Phật mà tâm tán loạn thì không được Phật và Bồ Tát gia trì. Chẳng lẽ chúng ta niệm Phật的时候 是好胜心，嗯，我今天要练两万，把他们通通都比下去了。那这个傲慢的心、好胜的心念佛，这个要加持也不容易了。啊，nếu chúng ta niệm phật thì không được hiếu thắng. Thí dụ ta nói là ta lại ta niệm tới ba、呃、ngàn, thì chúng ta cứ niệm 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 cứ vội vàng, tâm cứ vội vàng niệm niệm đến ba ngàn để cái tâm hiếu thắng,、呃、như thế thì không được phật gia trì. Oh bởi vì chúng ta phải dùng chân tâm 嗯, tương ứng với tâm Phật Phật mới gia trì chúng ta được. Oh, um, Phật pháp là uh, coi trọng ở cái việc thực hành chứ không phải coi cái hình thức. 哦，你念佛拜佛是外面的一个形式。Mình lay phật niệm phật, hình thức bên ngoài đó là một cái hình thức mà thôi。哦，实质上呢，你是要念到啊，把妄想分别执着把它念掉。嗯。哦，拜佛是要把傲慢心把它拜掉，这个是实质啊。Ừ, nên、嗯、thực tế. là chúng ta là phải niệm Phật thành tâm để mà trừ đi những cái vòng tưởng phiền não và mình lại Phật thì cũng phải thành tâm như vậy mới gọi là thành thật. Ừ, không thì chúng ta niệm Phật mà miệng thì niệm tâm thì loạn Giờ mình niềm có rách cái cái cổ hồng đi nữa Thì nó cũng chẳng có nghĩa gì oh, uh um. à, Câu hỏi của cô Diệu Âm Pháp sư chỉ trả lời đến đây uh, Để gác lại ở đây Nếu mà có vấn đề gì nữa Thì vi, uh, viết lại và để lần sau Còn bây giờ còn nhiều khác người khác nữa rồi xin hỏi ai kế tiếp ạ? À? Cô Diệu Hương hả? Alo. Ai gì đạo Phật? Ai Phật. À, Pháp sư hỏi giờ tới được người nào? Để, con tình là thành kính tri ân tán thán thầy. Con thành kính tri ân ban hỗ trợ tọa đàm để cho hàng Phật tử Việt Nam chúng con hôm nay có nhân viên Thủ Thắng được tọa đàm học đệ tử quy trực tiếp với thầy. Con thành kính chào tất cả các vị Tầm Tu đang tọa đàm trên online. Trước khi vào thời khóa con xin có một cảm ngộ, con xin Phật tử chúng con xin niệm 10 câu Phật hiệu ạ. À? A di đà Phật, 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 A di đà Phật. Con không có lời gì hỏi con chỉ thành kính tri ân từ khi đạo tràng chúng con nói riêng cùng Phật tử Việt Nam chúng con nói chung được học niệm Phật của ân sư, được đi theo con đường của ân sư đã giảng và ân sư đã thành tựu đến ngày hôm nay để lại lời kinh lời Phật để lại tiếng niệm Phật cho hàng Phật tử chúng con đang tiếp con đường học trên con đường giải thoát. Thật là hy hữu cho hàng Phật tử chúng con cùng học để tử quy lời thánh hiền của Thầy đã dạy làm cho hàng Phật tử chúng con chuyển biến nhanh, tốt rất nhiều, làm cho đất nước chúng con được an cư, được nhân dân nhờ vào đó mà cũng hướng theo. A Di Đà Phật, con chỉ có vấn lời và con mong sao được nguyện thầy hàng tuần, hàng tháng đủ nhân duyên này thầy có thể cho hàng Phật tử Việt Nam chúng con được nghe lời giáo huấn, nghe lời chỉ dạy của thầy A Di Đà Phật ạ. Con xin nhường cho hàng Phật tử khác ạ. A Di Đà Phật. Ami Tho Pho Miêu Xiang Pháp sư ta đại biểu tha mình ta đạo tràng tha mình cảm ơn của mình ta lão hòa sang ý chí bay 给他们教了佛法，教了《弟子规》，让他们学习，他们能得到很好的效果，然后能得到呃，能让他们的国家国泰民国泰民安。阿弥陀佛，他只是感恩法师，感恩老法师。

con có chuẩn bị một câu hỏi vợ uh, cho bản thân con cũng là cả các trong đạo tràng con thứ biết đạo tràng con là thực sự nó tóm tắt một chút đi nhiều thời gian quá, để... mình hỏi câu gì mà hỏi trực tiếp đi yeah. đạo tràng chúng con là đạo tràng uh, chuyên tu niệm phật cầu sanh tỉnh độ à, chuyên học kinh vô lượng thọ do hòa thượng tịnh không già chuyên tụng và nghe chuyên nhất hòa thượng à. đã được cần mười năm. À. đạo tràng chúng con có người nhỏ tuổi, trung niên và người ngoài 60 tuổi. chúng con đã hiểu việc cần phải cắm gốc ba nền tảng cho việc học tập của mình. phương pháp học tập hiện tại của đạo tràng là một tuần học để từ quy, một tuần học kinh vô lượng thọ xen kẽ không gián đoạn cho cả đạo tràng, gồm trẻ tuổi, trung niên và ngoài 60 tuổi. Và đặc biệt là người ngoài 60 tuổi cũng đều hoàn thành học tập và đều có hiệu quả. Chúng con đã học được một lượt cách đây 2 năm và hiện tại đang học tiếp lượt thứ hai đều do thầy Thái giảng. Đấy là về bản thân chúng con. Vậy bây giờ chúng con có ba câu hỏi. Kính xin thầy chỉ dạy cho chúng con này. Câu hỏi thứ nhất phương pháp học tập như thế nào là tốt nhất cho việc thành tựu vãng sanh của đạo tràng gồm nhiều lứa tuổi như đạo tràng chúng con trong việc kết hợp học tập kinh vô lượng thọ không gián đoạn và cắm gốc chắc chắn được ba nền tảng đấy là câu hỏi thứ nhất ạ con xin sư cô chuyển uh, lời dịch sang à. Amitha pho là... 法师您好，他们是弥陀学会，他有三个问题请教法师，就是他们学佛的方法，用什么方法让他们能往生？啊，包括他们是年轻也有，嗯，中年也有，还有老人家也有。 然后他们继续学《无量寿经》，还有《弟子规》。嗯，他们就跟着你学。嗯，现在用什么方法来学的？让他们能得到那个结果？哦，这是第一个问题。第一问题。哦，我们这个依照啊，啊，《无量寿经》来修行。 啊、哦，那一定可以往生的啊！哦、怎么继续来学无量受受尽呢？因为他们是那学了第二轮了。哦，那这个学了很重要啊，要好好去落实了。嗯，啊。弥陀佛，法师 trả l ờ o tức là học kinh vô lượng thọ thì mình là, 嗯, học rất là tốt mình cứ học và 呃, mình cứ y theo lời kinh thực hành theo lời kinh thì chắc chắn sẽ được vãng sanh.要提升呢，要解行相应，我们听经理解了无量寿经的道理啊，要把它落实在生活、工作、处事、待人、接物当中。 À, chúng ta phải đem những cái cái việc mình hiểu về kinh vô lượng thọ mà thực hành trong cái đời sống hàng ngày đó là cái cách mà ta tốt nhất để ta học và hành mà được vãng sanh để được đạt đến những cái tâm thái như Phật và Bồ Tát nhập bậc tổ sư của chúng ta. Oh, không Phổ huệ chính là giá trị, học Phật là cần phải học Phật, chứ không phải Phật học. Phật học là thuộc về tri thức. Học Phật tức là học học thuộc một câu, để mà hành theo cái hành của Đức Phật. Đó là gọi là học Phật, tức là học thuộc việc Phật làm đấy. Chứ như chúng ta chơi bài văn hóa của Vũ cho chúng ta, 善护口业，不讥他过，我们就不不再去批评别人。嗯，như là kính vô lượng thọ dạy chúng cho chúng ta là mình phải là mình phải hoàn hoàn thiện, là với là thề thiện nghiệp của mình, chứ không phải là đi phê bình mọi người khác。去去去去哦，善护身业，不失律仪，那我们要有威仪啊。 哎、欸，我们一举一动啊，要给晚辈做榜样，这个就是落实了。啊，你中大学过，学过不了？论妥，那我们说、哦，那我们，要有歪理，学得，那些行，那些事，那些歪理，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，们那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那 都在打妄想分别了，我们就要佛号越念越多啊，这个业业才能清净啊。啊，như là chúng ta nghiệp lực của chúng ta nó cũng vậy. À, nếu mà chúng ta là phải là niệm phật mà không có được tán loạn, là cái nghiệp của chúng ta từ từ tiêu hết。哦，所以每一句经文要落实哦，要下不少年的功夫哦。 bởi vậy một bộ kinh chúng ta là phải、uh, dùng nhiều công phu nhiều thời gian để học. 所以老和尚曾经讲过啊，无量寿经百分之百落实了上品上生啊，百分之九十上品众生这样推下来落实百分之二十啊下品下生，所以还是要落实哦。 À nếu mà chúng ta thực hành á, thì có là hết 80 đến 90% là thượng phẩm thượng sanh, chỉ còn 20% là hạ phẩm hạ sanh thôi, đó là cái học và hành kinh vô lượng thọ. Na tin tin phổ thủ kinh Cho nên chúng ta tâm càng ngày càng thanh tịnh, chúng ta mới có nắm chắc được 嗯, chúng ta là tâm tình tất phật độ tình nghĩa là tâm ta thanh tịnh thì ta sẽ được vãng sanh. Nãy sinh vào nếu mà ta tâm càng thanh tịnh á thì đối với cái thế giới này á thì ta không có tham trước và cũng không lưu luyến gì cả. Oh,那你你就要练习放下了。无量寿经说。 观法如画，这一切都是梦幻泡影啊，都是凡所有相皆是虚妄了。你要练习放下世间了不然他会把你拽下来，你就去不了了。嗯嗯，无论好跟呢，也总打啦，观法如画，如电，如影，如泡，水。如果啊，那我们被束缚住，能不能脱离，不能脱离。 所以，我们真信切愿的信愿行啊，啊，相信了，不怀疑了。哎，你不断的读诵，不断的听经啊，你你的信心就越来越高了。嗯，nếu chúng ta không thanh tịnh, không có không có bị gián đoạn trong việc niệm phật và không gián đoạn trong cái việc tu trì thì tâm của chúng ta là càng lúc càng thanh tịnh. 你越相信啊，越觉得往生利益太大了，你的愿就会很真切了。嗯，nếu mà、嗯、chúng ta phải tin tưởng rằng á là mình được vãng sanh, cái quyền lực chúng ta càng lớn thì á là cái việc mà vãng sanh thì càng gần hơn。你你很切愿了、啊，你世间你就放不下了啊！我就一个方向，举了世间一个目标，阿弥陀佛了、啊。 nếu mà ta đoàn những cái kiêng kiềng của đồng nghiệp đó thì khó lắm。<laughs> 啊，那你信愿行行就是老实念佛啊，你就分秒不必争了、啊，不会浪费时间了。啊，讲回向，你必须要有善，善、哦、啊，就是你必须要有善根，善根啊，善根啊，善根啊，善根啊，善根啊，善这啊，善根啊，善根啊，善根啊，善根啊，善根啊，善根啊，善根 lúc thực phổ Chúng ta phải áp dụng thực tiễn về kinh vô lượng thọ, đặc biệt là cái phẩm mà phổ hiền á, rất là quan trọng. Ồ,极乐世界是普贤菩萨的法界. Cực lạc thế giới là phổ hiền à, cái pháp giới của phổ hiền bồ tát. Chúng ta 就不相应了。chúng ta mà khởi niệm á, đồng niệm á, thì mình không có tương ưng được với cái hành của ngài phổ hiền bồ tát。那老法师有一个净土宗的专题啊，不到两个小时啊，把我们怎么修这个法门呢，讲的非常透彻。啊 Hoà thượng là thường giảng cho chúng ta là trong cái pháp môn tình độ chỉ cần hai tiếng đồng hồ giảng rất là tinh túy. Cái 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 Sinh cái 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 mình cái 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 mình. <laughs> 有没有翻译出来的？啊，假如还没翻译出来的我们再请我们佛小法师好好，阿弥陀佛，再提供给大家。好，啊，照照着老和尚教的去存心，去落实，一定可以往生，而且品位会比会蛮高的啊。那我、嗯、大哥跟 f o l l 老话，疼啊。 mình làm theo cái những cái lời của ngài thì chắc chắn mình sẽ được vọng sanh. Ồ, là đệ tử quy này, là tiên cho người này, là là dạy cho người ta làm người, mà làm người được tốt, người tốt rồi á thì mới được là thành Phật, làm Phật, làm Bồ Tát. Đặc sứ này 敬业三福第一福的孝养父母、奉事师长，就落实在弟子规。嗯，呃、特别啊，đặc biệt á là mình hiểu thuận với cha mẹ và công phùng sư trưởng, đó là nó nằm ở trong đề tự quy. ờ, có 孝亲尊师了，我们自性的性德啊，就慢慢开发出来了。这个就是地藏菩萨。

mình hiếu thuận á, tôn kính là mình học ở trong cái đề tự quy đã dạy chúng ta rất là kỹ. Ồ, oh. Rồi, um. oh, câu <coughs> <coughs> right. hỏi thứ một. Câu <coughs> thứ hai. Ai gì là Phật là Câu số 1, từng tòa giảng như vậy quý vị đã đồng ý chưa ạ? Còn câu 2. À, câu thứ hai của con là phương pháp học tập để tử quy như thế nào là tốt nhất và thời gian ôn tập là bao lâu thì có thể chuyển sang thái thượng cảm thiên là thiện nghiệp đạo và mỗi cuốn nên học tập trong thời gian là bao lâu ạ à? cảm ơn cô, sư cô ạ à. con có nhắn tin nhắn riêng qua cho sư cô à đi, rồi rồi đi, rồi à? cô có thể dùng ừ. cái đó để dịch sang cho nó tiện lợi hơn ạ cảm ơn cô ạ à. Học cái của tên gì hả? Học hồi di đà phải không? Câu thứ rồi, hai. Ừ. Câu thứ hai của Con đọc ai? câu số 3 trước bởi vì uh, theo thầy trả lời thì con hỏi câu số 3 trước ạ. Nhưng mà Câu số 3 không thấy trong này. Đây để con để con gửi lại cô ạ. Có phải ở ờ cái cái gì? Mà? Đây đây, con gửi lại. Câu số 3 đây ạ. Phương pháp học tập để quy. À rồi rồi. À. Amitoff Fashioning How. Chúng tôi thông siêu Mitho hội hội, chúng tôi có một th th quán, tức là 我们用什么方法来学《弟子规》，而且、啊、用什么嗯方法学的最好的？然后我们能学张呃，在多久的时间才掌握好？呃，还学嗯太、呃、上感应篇》，还有嗯《无量寿经》。 嗯，那个三部经重点的，我们用什么方法？还有用多少的时间在学三部经重点的经典请问法师。好、哦，呃，这个三部经啊，都是扎根的，啊，都是行经啊，其、就、实、是、主要是要去落实的。 哦，这经文都是指导我们啊！你看《太上感应篇》，啊，这个忠孝友悌、正己化人，啊，你、啊、看这个都是要去落实的。好、呃，啊，三不精就是啊，八不根的也，là cái thực tiễn và thực hành trong đời sống hàng ngày，thí dụ như mình là Thái thường cảm ứng Thiên Thì cũng dạy cho chúng ta về phương pháp hiếu thuận Ồ,那至於 每一部經要學多久啊 Nếu mà nói về cái thời gian học một bộ kính thì mình có cái thời gian và cái tình hình của Đại chúng oh, 比如說弟子規 啊，两年了，这个理都清楚了，也有在落实了。啊，thí dụ như mình học đệ từ quy mình học hết hai năm, à, mình đã học t h u ộ hết và hiểu hết n h ữ c á n g h trong đó và mình đ m đi thực hành。哦，或者半年，啊，这些理都很清楚了，也有在落实了。嗯，hoặc là mình học nửa năm thì mình cũng hiểu được cái 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 lý của nó, thì mình cũng có thể đi thực hành được。 Oh, oh, mình có thể học tiếp.这个太上感应篇呢是因果。嗯，rồi mình học tiếp bộ kinh thứ hai là đó là thái thượng cảm ấn thiên. cái kinh này nội dung chủ yếu là nói về nhân quả. à, vì nhân quả à,让人不敢作恶. vì nhân quả là khiến cho người khác không dám làm ác. 哦，那那个《弟子规》啊，那是伦理道德啊，让人有羞耻心，耻、嗯、于作恶。啊，còn đề tự quy là nói về đạo đức, um,、嗯、để khiến cho chúng ta là là phải dẹp bỏ điều ác. 现在社会的诱惑很多啊，所以因果教育要赶快教啊。 他有静慧心啊, cái xã hội bây giờ là cái uh, mê hoặc quá nhiều, nên là chúng ta phải lập tức nhanh chóng học để mà thực hành để mà diệt trừ những cái uh, mê hoặc của cái thế gian. Oh, soi cho nên chúng ta dựa vào cái tình huống của đại chúng để mà áp định được thời gian. Ờ, ở Và sau khi chúng ta học á, thì phải thực hành. Ở trẻ hoặc là trong phụ mẫu,长辈 à, và đồng thời chúng ta đối với những người nhỏ và những vị người, người lớn ở trong nhà thì chúng ta phải là thực hành, tức là thân hành để cho mọi người phải nhìn thấy và học theo. À 父母老师不以身作则啊，你要教孩子不容易的。如果 mình làm cha làm mẹ mà mình không có thân giáo trước á, thì mình rất là khó dạy cho những con cái của mình。我们嗯、我很我们哦，那还有环境，整个家庭的这个氛围啊，学校的氛围啊，哎，都有这种啊、哦，比方这个。 地纸规里面讲到的,哦,都有,哦,啊, chúng ta phải cần một cái phạm vi của hoàn cảnh giống như là mình nói là như là học để tự quy thì mình có cái phạm vi hoàn cảnh 啊, anh em vân vân trong cái bối cảnh đó là là ra thấp trẻ ýmộ hoặc 都在受影响。Ừ, nếu mà ở trong hoàn cảnh mà không tốt á, giáo dục không tốt á, thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ con cái chúng ta. Thì có sân giáo, tĩnh giáo, hay hay có yến giáo, hay có một số cơ hội điểm là chúng ta dẫn đạo hài tử. À, có kinh giáo và thân giáo. Ừ ngôn giáo mình mới có dạy được có thể dạy được những đứa trẻ trong nhà oh. Amitabha. Ừ. Đà Phật Có vị nào giơ tay nữa không ạ? À? Câu à, Con, có hỏi số 4 Con có được hỏi không ạ? À, 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 Phật tử ơi để sư cô hỏi à, à, pháp sư một chút đã để con ngài có thể dành thời gian cho người khác không đã ha được không vâng ạ à a mi tho pho pháp sư nín hảo nó cang sai vấn đề thì vấn đề đó thông siêu tha mến vấn đề sư cơ vấn đề có gì mà cái hôm nay À, điều có giấy? À, Amitabha à? quý Phật tử Phải nhường lại cho người khác không? Có không? Có không? Có không? Có Có cơ hội khác Rồi thường, 呃, Pháp Sư trả lời tiếp Được không? ạ à? để nhường cho người khác được không? Vâng ạ, à, A-di à, à, là Phật, con cảm, à, cảm ơn thầy à, sư cô. À, à, hả? à Còn vì À vì nào à, đưa tay nữa không ạ? À? A-di à, à, là thật sư cô. À, vì à, đó là tên gì? Bồ bồ. À à ha. À, bồ bồ Thái. À, dạ. À, dạ. À con xin uh, xin sư cô cho phép là mình tiếng Việt không có gần lắm, bây giờ mình nói trực tiếp nói tiếng Hoa đi uh, sư phụ. Giờ giờ sư cô dịch trả lại được không? 啊，得，那电话拜师傅，的，然后师傅来，着。阿弥陀佛，师傅，我是呃，宝宝<好>、啊、在写的金融协会，我有问题呢，就是想啊，有两个婆婆是在老人院里面的，因为就是啊，严重气怠症，可是有有那个自杀的呃呃、啊啊、想法，就是分分钟都要跳出窗门。

hai người này bị vấn đề mà phải là một người phải bị tự tử, tử và một người bị stress rất là nặng giờ thỉnh uh, pháp sư để mà ngài có phương pháp nào để mà dạy uh, những cái tâm trạng này cho hai người già này không hay gì đà phật hiện tại vấn đề à, số 冰冻三尺，非一日之寒呢。这问题都是很长一段时间形成的了。这问题 này á、啊、là đã được bị tích lũy qua một thời gian rất là dài rồi, không phải tới bây giờ mới có. Oh,、哦、当然佛法啊，这个有佛法呢，就有办法。 Nếu mà có Phật Pháp Tức là ý là nói mình dùng Phật Pháp Thì chắc chắn phải có phương pháp Để mà giải quyết nó Ở trên Nên Đối quan Trí xa Đối quan Trí xa Và mình 啊, Phải để ý nhiều cái vấn đề Ở trong đó nà, 啊，一般有这种忧郁的情况啊，啊，它有受身体、心理还有灵性的影响。嗯，放大、嗯。这个灵。呃，thường khi mà nói là bị stress á thì thường khi là nó bị cả ba vấn đề một là thân thể, hai là tâm lý, ba là tâm linh。哦，那灵性的影响。 ân vấn đề tâm linh là chắc chắn là phải tương quan tới với cái nhiều cái đời trước tức là về cái 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 oán những cái nhân duyên không tốt với đời trước nên chúng ta phải giúp cái người này là phóng sanh 那个身体出问题呀、啊，可能是有伤害到众生的、啊，啊，那我们现在修无微不思，啊，去放生呢、啊，哎，对他的身体健康啊会有帮助。À vì vậy chúng ta phải phóng sinh để mà hỗ trợ và giúp đỡ cho cái người bị bệnh stress này. Oh, that we do 念佛啊，或者。 啊，像啊有道场啊，都有常年做三十系念啊，在这个我们双溪小竹啊啊道公长老啊，包含极乐寺啊，也有这个做三十系念啊，在这些因缘呢，我们可以给他们立牌位啊，对，多帮他们呢消除这些业力。 嗯、啊，我们相信啊，诚心啊，精诚所至啊，金石为开啊。我们是一份至诚的孝要去做啊，啊，会感佛菩萨的加持。嗯嗯，啊，因为我们做的功德，跟我们的心啊，成正比啊，心越诚啊，功德越大。啊啊，鬼、啊、佛子。 Tức là họ thường nói những người gia đình mà gặp những cái người như vậy á Thì mình có thể phóng sanh và mình tìm đến những cái đào tràng Mà hành cái pháp uh, sám trong kinh di đà là 34 lễ đấy Đó những cái đào tràng nào cũng được Thì mình viết tên để tu và cầu nguyện cho họ Cái thứ hai mình phải là uh, phóng sanh Để hồi hướng công đức cho họ Mình nói là tâm thành á thì sửa sẽ được. Nên là cái tốt nhất là mình phải là có tâm thành ở trong đó. Đó là những người mà gặp hoàn cảnh như là cái Phật tử uh, bo bó, bó thái này vừa thì vừa vừa nêu ra. 哦那心理上我們能引導他,安慰他,讓他放下心裡面一些心結啊,對他也很重要。Oh, con về mặt mặt tâm lý á, thì uh, chúng ta nên an ủi và hướng dẫn họ họ tu tập uh, dần dần á, thì tâm họ sẽ được là giải đi những cái kết những cái khúc mà rồi, trước kia người họ đã bị vấp Đương nhiên, lão nhân gia giả nên kinh sẽ à. minh lý là, ta sẽ bị giả lưu lý xin tâm an giống như lời hòa thượng nói là nghe kinh là tốt nhất. Khi mình hiểu được cái lý thì tâm nó sẽ được an. Ồ, na, thân thể không ảnh hưởng đến tâm lý. có thể dùng để tinh linh à,这几个方向大方向去努力啊,应该都能改善. Thân thể mà không khỏe thì nó cũng ảnh hưởng về cái uh, tâm lý và tâm linh, à nên là mình cũng phải để ý để mà bồi bổ, bồi dưỡng cho cái cái vị đó. À uh, nếu mà mình á uh, thân an thì tâm mới lạc, tâm mới lạc á, thì mới có tinh thần. Nếu mà ba điều này á, chúng ta phải làm tuần tự từ, từng bước và kết hợp chặt chẽ với nhau để điều trị cái những cái bệnh này. Oh. <laughs> à, quý vị vỗ tay cho hòa thượng một à, cho pháp sư một đoàn, đoàn... <laughs> à, đằng à, như đạo phật. Y Chấn đỡ à, hội hay hay có công Pháp sư nói à, có thể để lần sau. Tại vì pháp sư còn kế tiếp tới thời gian tới đây là cái, nghĩa là cái thời cái thời giờ á, nghĩa là bây giờ là 5 giờ 50. Và kế tiếp pháp sư còn có việc để làm nữa. 在很多人举手。那您怎么安排？就是那个、嗯、现在呢，我看到有五个人举手哈、啊。嗯。你们可不可以把你们的问题写下来哈、啊？<在>然后呢，我们会翻成中文哈、啊。嗯、我之后再录了之后啊，再请我们福祥法师哈、啊，翻成越南文、啊、所以。

Mình phải viết lại rồi lúc đó gửi cho sư cô dịch rồi để hòa thượng sẽ giải đáp cho quý vị. Được không? Tại thời gian có giới hạn, hòa Thường nhiều việc quá. Thường tọa. là sư cô cho chúng con địa chỉ email ạ à, để chúng con gửi câu hỏi vào email ạ, à. sau đó À, là sư cô à thì... để 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 sư cô thành thành giáo pháp sư đã nghe để uh, ph pháp sư chỉ định theo cái cách nào thì sư cô sẽ làm theo cách đó cho mình nhất từ vi sư bán từ vi sư sư cô cũng là học trò của thường <laughs> của pháp sư thôi Amitabha phổ sư nín hào nín hào à tha mấy xin pháp sư sử dụng phương pháp bà tha mấy quân vấn đề truyền qua đi 他们说是否能用我的 email，他们这样说。哦，oh, 对，那要看法师方不方便？<laughs> 不是，就是我也是您的学生，您主导怎么我们就做怎么嗯，怎么做我们都嗯就怎么做。<laughs> 我已经跟他们这样说，我要请教我们法师来指导的。<好>我是我自己的、啊、那那福像法师的。 看，麻烦您，您提供您的 email 给他们好了。好，阿弥陀佛，阿弥陀佛，感谢法师给学生的机会，莫学也是。那那我在这里再补充几句啊、哦。好，把申请说清楚您。您您翻译一下那个。好。啊，那个问问问题呢？ 先呢、啊，以老和尚的教诲啊，先思维过了，好，这是第一个，就是说还没问问题以前呢、啊，首先先以老和尚教诲思维过，说不定你自己就想通了，这个比问我还好啊。好，啊，法书的主导说。 Hong Siêu Mãn. À, thế thì... lý... à, hòa thường nói á, là nếu mà trước lúc quý vị á, mà đặt câu hỏi á, thì mình phải nghe những lời dạy của hòa thượng trước. Tại vì sao? Khi mà quý vị nghe xong cái lời dạy của hòa thượng á, cũng có thể là giải đáp những cái thắc mắc trong lòng của quý vị còn có thể tốt hơn là mình pháp sư đang giảng cho chúng mình. Nếu mà quý vị mà nghe qua mà còn chưa có giải đáp được, chưa giải quyết được vấn đề thì mình sẽ hỏi hòa thượng à, pháp sư là hay hơn. là nên tôi biến thành y lại lần Không hòa thượng muốn á. Hòa thượng muốn là, là mình á à, thường có câu là này Ananda hãy tự làm hòn đảo cho chính mình, hãy nương vào chính mình, đừng nương vào một ai khác mình muốn biết được rõ thì mình phải học cách của những gì những lời giảng của lão hòa thượng đã giảng cho chúng mình nếu mà khi mà mình nghe không hiểu được thì như vậy nó hay hơn chứ không thì mình trở thành một cái tánh là nương vào người khác chứ không nương chính mình mà nương vào người khác là không được không thành phật <laughs> <laughs> 那我就变成害他们了，害他们都悟不了了。nên là họ thường nói là nếu mà cái gì cũng hỏi họ thường 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 tòa chắc là pháp sư mà pháp sư trả lời hết ra thì quý vị đâu có ngộ được rất là pháp sư là hại quý vị rồi. Oh, soi đi một cái này, tự mình tiên dùng lão hòa thượng giáo dào để làm suy nghĩ, có thể tự mình sẽ nghĩ thông rồi. Um nên là điều thứ nhất. Pháp sư yêu cầu chúng ta là phải là nghe lời giảng của Lão hòa thượng xong thì mình tư duy thì có thể là mình sẽ hiểu được và giải quyết được vấn đề. Thứ hai này, có thể à, ba vấn đề này, đặt lên, à, dùng Google à, sư lên Lão法师的名, cái cái pháp号 à, với cái vấn đề của nó, nó có đáp án ra. À, cái thứ hai là chúng ta tìm cái vấn đề đó rồi mình đánh trên Google á, tức là gọi là từ khóa đấy. Ví dụ quý vị có thắc mắc điều gì, thì việc cái vị đánh cái từ khóa đó lên rồi quý vị đánh theo một cái chữ nữa là pháp sư tình không. Nghĩa là mình đánh cái từ khóa, thí dụ thắc mắc là vấn đề à, à tu pháp môn tình độ làm thế nào để cho đúng? rồi lời giảng của hòa thượng pháp sư tần không đó tức là mình tiếng việt mình gọi là từ khóa đấy tức là quán trên sữa từ khóa ồ hãy mới xuất ra ờ đoàn lý thông san đạo dùng giáo à sư quảng y thảo ừ có nói Nếu mà tìm tên Google không có thì mình dùng cái group đấy group quý vị đang dùng á bắt đầu mình từ thảo luận với nhau thảo luận những cái lời hòa Thường nói và mình cũng sẽ giúp đỡ nhau đưa ra những câu mà thí dụ như người a không học được thì người b đọc được đó để mình đưa lên à như vậy như vậy thì hòa thượng đã từng nói như vậy thì mình copy cái, cái, cái câu của hòa thượng đó lên nó no, rồi mình đưa lên cho mọi người tham khảo thì như vậy cũng là một cách giải quyết. Ở trong đi đều có cùng tại gia Cái đó có thể thảo luận, có thể hướng tham thỉnh giáo à. À như là những người mà người ở gần nhau đó hoặc là ở trong group với nhau đặc biệt là ở gần nhau đó, là những cái học hội á mà theo cái pháp môn tình độ á, thì mình có thể là hỏi những cái vị mà đã học trước hoặc là những cái vị mà à, học nhiều về lão hòa thượng mình thì mình có thể hỏi họ ừ. Nếu... <laughs> Nếu quý vị á, mà ba bước đó đã làm xong mà không có được giải đáp á, mới là hỏi pháp sư <cười> ok <cười> có được không quý vị nếu được thì vỗ tay cúi đầu xá rồi vỗ tay cho một đàn pháo tay để uh, đồng viên nhau trong học tập wow, <cười> 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 à, bởi vì vậy nên là 嗯, pháp sư là rất là nhiều công việc nhưng mà cứ tiếp tục trả lời câu hỏi cho quý vị thì không không có thời gian để làm những cái việc lớn khác. Thưa sư cô, thưa sư cô. À, ai Di Đà phật, Phật tử. A Di Đà, cho con xin gửi lời cảm ơn đến pháp sư ạ À, à A Di thổ phổ Thì Con xin gửi lời à, cảm ơn pháp sư một phút thôi ạ. À. Hảo. À, con nói đi. Dạ, con tên là Huất Bảo Đường. À, con ừ. xin uh, nói với pháp sư uh, tiếng Hoa uh, phần đầu ạ. Uh. À. Thì cứ nói trực tiếp luôn đi. Dạ, dạ a mi tho à Điển hào à, pha Pha-si nh hào hòa sư Hòa-xư-hoa-bào-thản Con có một câu hỏi ä, Con xin gửi lời cảm ơn đến uh, Pháp Sư là uh, hôm nay con có nhân duyên uh, gặp được Pháp Hội này cũng như là con muốn gửi lời cảm ơn đến Pháp Sư vì con có uh, con có hai cuốn uh, con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc của đệ tử quy mà hiện giờ con đang học cũng như là hiện giờ con đang uh, cố gắng ngày ngày đang học để tử quy của uh, pháp sư con xin cảm ơn uh, pháp sư chỉ dạy cho con để con uh, tu học uh, hiếu sinh tôn sư nếu như con có thể uh, tu tu hành được hiếu sinh tôn sư viên mãn nghe lời hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư, sư trưởng giống như uh, pháp môn của địa tạng vương Bồ Tát, thì con xin uh, báo ơn chi ân pháp sư uh, thành đức rất nhiều xin con xin phát nguyện và cũng như là con xin tri ân báo ơn pháp sư rất là nhiều cho con con xin phát tâm học học để tử quy của pháp sư thật là tốt để báo ơn tri ân công đức của pháp sư chỉ dạy a di đạt phật con xin cảm ơn pháp sư và cũng như con xin chúc cho pháp sư cùng như cùng với tất cả trọng tu pháp môn tận tận, tận độ trong của chúng ta được tu hành đắc đạo và bản sang về thế giới tây phương cực là trọn hàng phật đạo để có thể quay lại thế giới ta bà cố độ chúng sanh biết đến pháp môn Tận độ, thù thắng vi diệu này nữa. A di đà phật, con xin gửi lời cảm ơn pháp sư này và con xin cố gắng tu trì để tử quy hiếu sinh tôn Siêu viên mãn để báo ơn chi ân pháp sư Tịnh không cũng như là báo ơn pháp sư thần Đức thầy thái lệ hốt ạ. À, a di đà phật, con xin uh, sư cô gửi lời chi ân đến uh, thầy uh, đến pháp sư thần Đức như th như vậy, con xin cảm ơn a di phật. A Di Đà Phật. 尊重的法师您好，哦，墨<好>学叫做宝堂，嗯，墨学目前有两本，嗯，《弟子规》，可是是墨学自己学的，那学习呃也是跟着您学的，嗯、呃，弟子规》，然后那个用什么方法我们学的，呃嗯。

下尊重的师长，如果他做到的话，他就去回向功德，啊，给一切众生离苦得乐，还有那个回向功德给我们法师所给他们教的《弟子规》，啊，他就、呃、向法师您顶礼，还祝您的身体健康，阿弥陀佛。 好，谢谢。好、哦、好。他不是问问题了啊？哦、他不是，他是就就是转，嗯、呃，哦、他去望那个嗯，帮他就是向你问好，还有那相邻的呃祝福这样而已。好，呃，这个感谢大家的祝福哈、哦。那。那 我们啊、呃，这一生啊，人生难得，佛法难闻呢、啊，啊，老和尚这样的善知识难遇哦，我们一起好好珍惜啊。người khó được Phật pháp khó thành, à nếu mà lão hòa thượng là một bậc thiền tu thức khó gặp nên đời này chúng ta phải biết trân quý và kính trọng. chúng oh, ta từng Chúng thử nhất báo thân đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ờ, nãy cuối chúc Ừ. Ừ, ừ, cùng pháp sư kính chúc đại chúng thân thể bình an gia đình hạnh phúc và pháp hỷ sung mãn a di đà phật a mi a pháp sư a mi tho phổ khi bắt đầu, 他们想，嗯嗯，法师给他们准备给准备给他们开班那个汉语的基本学习，您可不可以给他们那个机会在群里学的？我、哦、这个我得再考虑一下时间。<laughs> 不是，就是说他，我是把汉语基本教给他们，可不可以？哦、您您来教是不是？是。 哇，您的时间假如允许，那当然。比方说给法师换一书的话，就每一天就啊、呃，就是一周吧，哦、看他们的定时间，啊、就是嗯、呃，我们就呃用一两节课给他们讲，是从那个汉语基本。哦、好好好啊，您您的时间精力可以的话，那再也请佛注释。 阿弥陀佛，感恩法师慈悲的给大家的机会。阿弥陀佛，好，阿弥陀佛，好，阿弥陀佛，嗯，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛，弥陀佛，阿弥陀佛，弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛， Luôn nuôi dưỡng cây bồ đề đào thọ một ngày một nụa lớn mạnh để hồ trì cho chánh pháp của đức như lai và đệ tử quy ngày mỗi lớn mạnh hen